Vâng, Love Me Tender với âm thanh của U1H, series khoảng 2 triệu 2. Vâng, tôi nghĩ rằng là có lẽ tôi đã nói rất nhiều lần rằng U1H luôn luôn là sự lựa chọn hợp lý đối với các gia đình bắt đầu cho con em mình học đàn piano, bởi mấy lý do về chiều cao của U1H là 1m21, dẫn tới rằng cái độ kiểm soát về âm thanh cũng dễ hơn, phím của U1H thường nhẹ hơn phím của các dòng khác một chút, điều đó để thuận lợi cho các em nhỏ mới bắt đầu tập đàn. Và đấy là những cái thuận lợi khi bắt đầu. Và với cái đàn này thì sao? Thì với cái đàn này tôi thấy là ngoài cái chuyện là nó rất là phù hợp như những gì tôi vừa nói, thì nó còn có một yếu tố nữa, đó là cái cảm giác âm thanh của cây đàn này nó rất là đầy đặn. Cảm giác âm thanh cây đàn này nó vang và trong, và nó vẫn bên cạnh đó nó vẫn có cái ấm. Vâng, tức là cái tính piano của cây đàn rất là cao. Có thể nói rằng là nhiều khi chúng ta nghe những cái đàn piano mà cái chất âm thanh nó không chính xác, nghe thậm chí nó giống đàn tranh, giống đàn tính, giống những cái tiếng nó bị sắc nhọn quá, nó bị chóe quá, hoặc đôi khi nó bị mờ quá, đục quá chẳng hạn, thì cây này hoàn toàn rất đúng mong muốn của nhà sản xuất. Và tôi thích âm thanh của cây đàn này, chia sẻ với các bạn như vậy. Còn bây giờ chúng ta cùng kiểm tra 88 phím của cây đàn. Không thể chê được cây đàn này. Vâng, khi chúng ta nghĩ đến một hát, chúng ta cũng hãy lưu ý đến cây đàn này. Cảm ơn các bạn.